Mặt nó sáng sủa hơn, nó đỡ bị thâm như hôm trước ấy. Vâng. Khỏe hơn không ạ? Nó cũng được. Đỡ hơn nữa đúng không? Cái giấc ngủ mình sao cô? Ngủ thì ngủ được rồi anh ạ. Ngủ ngon hơn rồi đấy đúng không? Ôi cái lưỡi của cô thì ăn cái gì nó kiểu như cay hay là gì nó rát lắm. Rát lắm đúng không ạ? Ừ. Từ khi uống thuốc nó có thể nó đỡ hơn đúng không? Đỡ rát hơn đúng không? Đấy. Nó sẽ thay đổi dần. Cô bây giờ là khi nó hơi bị phù chân này. Hơi bị phù chân. Thế cả nó teo cơ, teo chân ấy. Vâng. Thế. Dần dần nó mới hồi phục được. Ừ. Mình hơi trĩ nữa. Hơi trĩ nữa. Trĩ bây giờ là mình bị lòi ra hay như nào? Nó chỉ bị một tí tí ra như này thôi. Nhưng mà ấy thì ví dụ mình động vào thì nó là hay bị chảy máu ấy. À, động vào hay chảy máu. Vâng, cháu xử lý cho cô mấy cái đấy nhá. Vâng. Cái mắt, cái mũi cho cô nữa. Vâng. Mắt thì cô thấy nó thấy nó sáng hơn không? Sáng hơn lên một tí đấy. Vâng, có sáng hơn lên một tí đúng không? Cháu điều chỉnh cho cô cái này ấy, thì nó dần dần uống ấy, thì nó bổ thêm cái can thận của cô lên, cái xương khớp của mình nó ổn định này. Không những thế nó còn giúp cho mình ổn định cái tiểu đường nữa cơ. Giảm mỡ máu, giảm tiểu đường. Đấy, từ đấy nó sẽ giúp mình cái gan thận mình nó khỏe, quan trọng là cái tạng phủ mình nó khỏe thì cơ thể của mình, cơ khác nó sẽ điều chỉnh tốt hơn.